<laughs> Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người trở lại với lại podcast The Hôm nay là tập số 63 Hôm nay là một ngày khá là thú vị với Trí Tại vì ngày hôm qua Trí đã banh Và đã một năm rưỡi hơn rồi Trí mới đá lại một trận banh Và chạy xong thì tối mệt bở hơi tay rồi người nó hề rêm ngủ không có được tốt lắm thành ra sáng nay dậy cái người nó bết bát luôn mà cái vui là người nó đau nhưng mà cảm giác là à, mình vừa làm lại một cái thứ mà mình từng rất yêu thích trí cũng lạ tại vì uh, ngày xưa kiểu lớn lên là không bao giờ mà mình sống thiếu trái banh được nhưng mà vì lý do gì đó mà một năm rưỡi không đá thành ra là khi trở lại đá thì chỉ cảm giác đó, nó có một cái chút bồi hồi phấn chấn mà hồi hộp này kia nhưng sau trận đá thì thấy, thấy rất là vui và thấy uh, thực sự là tâm trạng mình thoải mái hơn Có điều hôm nay là hơi uh, khổ sở tí xíu Đi là chân ở đâu nó mỏi lùm la hết Mà không sao Mỗi uh, mỗi giai đoạn mình sẽ có một cái sở thích Và lần này thì Trí trở lại Và chỉ hy vọng là năm nay thì đã bóng nhiều hơn um, Có một vài góp update nhỏ Trước khi Trí bắt đầu cái tập ngày hôm nay Cái đầu tiên là Lần um, trước thì chỉ có Đăng tuyển cái vị trí Một người hỗ trợ Trí trong việc xây dựng sản phẩm và cái vị trí này là một kỹ sư uh, engineer và Trí nhận khá là nhiều cái cái đơn ứng tuyển luôn um, Chắc phải gần 30 cái và Trí rất là vui bởi vì trí, bây giờ Trí mới biết được là những người follow mình thì đa phần là những người mà cũng là trong um, cái lĩnh vực IT hay là phần mềm Tại vì một story trong 24 tiếng mà khá nhiều application thì Trí thấy là cũng bất ngờ Và... Um, lý do mà trí làm cái đó thì trí cũng đang cần một người để hỗ trợ và năm nay trí cũng dự tính là xây dựng nhiều cái sản phẩm công sản phẩm công nghệ hơn trong đầu và trong những gì trí đang làm bây giờ thì đang có vài thứ đang chạy song song và trí cũng đang cố gắng bổ sung một vài thứ uh, cần thiết những cái tính năng mà trí nghĩ là cần cho công ty của mình và cần cho the tree way và các bạn chắc là sẽ nghe về nó sớm thôi uh, hôm trước Trí còn tease mọi người về cái việc là làm mấy con uh, AI riêng của mình và chỉ hy vọng là tới giữa năm chỉ có thể là đưa ra một cái một cái thứ như vậy và không biết là mọi người có thể dùng nó được hay không kiểu như thay vì chat với trí hỏi trực tiếp thì AI của trí sẽ trả lời và nó sẽ được huấn luyện trên hầu như tất cả các podcast hay là những cái thông tin những cái clip uh, tiktok rồi blog post này kia nói chung là những cái tài liệu mà trí có chắc trí sẽ tổng hợp lại để trí train cái con bot đó và nếu mình trả lời được tốt thì đôi khi nó nó cũng thú vị để mọi người sử dụng luôn à, Đó là cái thứ nhất Cái thứ hai là hôm bữa đầu năm trước có nói mọi người về cái cái dự định mà năm nay sẽ làm podcast với lại những người nghe podcast à, thì Trí cũng đang vẫn đang ấp ủ cái này Và có thể là sớm thôi Trí sẽ đưa, đưa ra cái form Và sẽ tìm à, Năm nay chắc khoảng 5-7 người gì đó Có thể là gặp nhau ở Sài Gòn Và làm những cái podcast chung với giấy về uh, những chủ đề nào đó mà nó hơi khác lạ tí xíu và chỉ um, hy vọng là đông đảo mọi người nghe thì có thể là nếu mà bạn thấy hứng thú mà muốn làm với trí một tập á thì có thể uh, đăng ký và chỉ sẽ phải lựa chọn rất là kỹ bởi vì chứ uh, cũng mong đó là những cái tập mà nó thú vị và có chiều sâu nghe áp lực ha áp lực không <laughs> mọi người không biết là podcast có áp lực như thế nào hay không Bản thân Trí thì có lúc thì thấy áp lực tại vì không biết hôm đó mình nói tốt hay không. Có những lúc thì thấy giống như là cứ mở microphone lên rồi cứ tuôn như là thác chảy Nhiều cái cũng cũng lạ, nói chung là làm còn nội dung làm content này kia nó cũng có nhiều cái cái vấn đề mà nó cũng hơi đôi khi chỉ có làm mới hiểu được. À, và cuối cùng thì trí uh, rất vui khi thấy cái áo Treat yourself like a temple của mình nằm ở rất là nhiều nơi, trong rất là nhiều hoạt động khác nhau luôn có những cái thì chỉ thấy ở trên một cái cao nguyên trên một túp lều có những à, cái áo thì để nằm trên một cái phòng tập cùng những giọt mồ hôi và thấy được nhiều hình ảnh như vậy thì rất là vui và chỉ mong là năm nay sẽ mọi người sẽ lan tỏa hơn về những cái chủ đề đó và thậm chí là cho cái cái metanoia sự kiện mà năm ngoái chỉ làm chương một thì năm nay chỉ sẽ làm chương 2 vào tháng Khoảng là tháng 8, tháng 9 gì đó Mọi người cứ chờ tới đó Chủ đề năm nay có thể là về Temple luôn Và Trí sẽ làm nó to hơn nữa Và có nhiều hoạt động về Temple định trong cái sự kiện luôn Và chính vì Trí ốc ổ nó vào cuối năm Thành ra là bây giờ bắt đầu phải chuẩn bị rồi Hy vọng là nó sẽ là một cái sự kiện thú vị luôn Mấy bạn, mấy bạn cứ cố gắng chờ tới đó nha à, Từ đây tới đó thì chỉ không làm mấy cái sự kiện nhỏ nhỏ nữa Mà tập trung công việc Chứ lại làm cái nào mình làm cho tới luôn Cho nó bự bự Cho nó ngầu Cho nó khuôn ngầu, dạng vậy Um, ok, thì um, chủ đề tập hôm nay là một chủ đề mà hôm bữa Tí có share rất là ngắn gọn ở trên uh, Reels và TikTok lúc mà chỉ nói về hai cái dạng uh, crisis mà có thể là xảy ra uh, trước khi mà chúng ta đạt tới cái sự trưởng thành cần thiết của cá nhân của mình và trước hết thì chỉ muốn nói là có thể là nó sẽ xảy ra với một vài người và có thể là nó không xảy ra với bất kỳ ai những người còn lại Um, và cũng có thể là bạn sẽ có một cái và có thể bạn sẽ có hai cái thì um, cái này thì trí muốn đi qua cả hai thứ luôn bởi vì bản chất thì trí cũng trải qua hai cái như vậy ở hai độ tuổi khác nhau và um, trí nghĩ là thực tế mà nói thì uh, nó giúp trí khá là nhiều những cái những cái cuộc um, thay đổi lột xác mà toàn diện thường ở đến từ những cái lúc mà mình ngập thở với thế giới này luôn và mình muốn mình muốn tránh khỏi mọi thứ. thì uh, chưa muốn recap lại cái hai cái dạng trải nghiệm đó và hai cái dạng khủng hoảng đó. và cái đầu tiên, chi gọi nó là existential crisis, mà không phải chi gọi nữa, cái đó là cái tên của nó là khủng hoảng hiện sinh. và như chi chia sẻ trong mấy tập trước thì có nhiều nhiều thứ mà chi nói về chủ đề rồi. lần này chi chỉ muốn khái quát lại nó thôi. và cái dạng khủng hoảng thứ hai, chi gọi nó là fundamental crisis. Uhm, chứ không biết dịch tiếng Việt cái từ đó là thế nào luôn Tại chị tự chỉ tự đẻ ra cái từ đó thành ra là trước trước, trước tiên là uh, xin phép mọi người là chứ không không dịch trước Tại chứ không biết cái chữ tiếng Việt nên nói là cái gì cho nó đúng giống như là khủng hoảng cơ sở hay gì đó chứ không biết nhưng mà kiểu như chưa chọn được từ thì thôi tạm thời là mình dùng cái từ tiếng Anh để cho nó nó mô tả nó cơ bản nhất có thể và cái đó cái cái cũng chứ cũng thấy cũng thú vị là đôi khi trong đầu trí cũng suy nghĩ một vài từ, một vài cái ý niệm nhưng mà nó xuất phát từ tiếng Anh hơn tiếng Việt và có những lúc thì nó bộc phát trong người bằng tiếng Việt và mình lại tìm cái từ tiếng Anh và ngôn ngữ nó hay ở chỗ đó thành ra là cái này ngoài lệ tí xíu nhưng mà mấy cuốn sách mà trí đọc thậm chí là những tác giả mà nổi tiếng toàn cầu đi nếu họ không phải là những tác giả mà nói tiếng Anh đó, thì khả năng cao là họ sẽ uh, có cái ngôn ngữ chính của họ họ sẽ nói viết bằng những ngôn ngữ đó và có một cái người khác họ sẽ dịch lại. Và cái vấn đề của việc là khi mà qua một cái tầng ngôn ngữ nó đổi rất là nhiều cái cấu trúc câu rồi, nó đổi rất là nhiều cái ý niệm mà đôi khi nó sẽ khó để mà cái người ở một cái ngôn ngữ khác để hiểu được ngôn ngữ gốc. Và cái này nó từng xảy ra với lại uh, khá là nhiều người giống như là Dostoevsky, uh, một uh, nhà tiểu thuyết người Nga uh, khi mà ông viết sách bằng tiếng Nga hay là Dung uh, hình như ông viết ông viết bằng sách bằng uh, tiếng uh, thụy sĩ, rồi uh, Nietzsche thì là tiếng Đức, rồi Zombasat uh, thì là tiếng Pháp dạng vậy. Tức là khi mà dịch qua tiếng Anh là nó đã mất một tầng nghĩa rồi. Để chưa kể là một vài cái người mà vĩ đại họ viết sách là kiểu như mấy cái từ, đôi khi họ chế ra cái từ mới luôn. Tại vì cái uh, cái cái lãnh thổ của ngôn ngữ hiện có mà họ đang sử dụng đôi khi nó không có đủ để diễn tả ý của họ thì họ phải sinh ra cái từ mới để mô tả cái ý tưởng đó, đó rồi chưa kể là một vài uh, trí gia cổ đại hơn uh, trong quá khứ phương đông phương tây này kia, khổng tử lão tử hay là Socrates Plato Epictetus này kia thì một cái là tiếng Trung Quốc một cái là tiếng uh, Hy Lạp thành ra là lúc mà qua tiếng Anh rồi lúc mà dịch được tiếng Việt nữa là nó đã qua mấy tầng rồi thành ra là đôi khi lại không có chọn ý nghĩa của nó. Trí rất vui khi tập podcast này được tiếp tục đồng hành bởi Mainstay Simplicity Đây là một nhãn hàng skincare dành cho nam mà Trí cũng rất là yêu thích Và các bạn đã đồng hành với Trí từ năm ngoái cho đến tập ngày hôm nay và có thể là trong những tập sau Và nếu các bạn chưa biết thì Mainstay Simplicity có những cái giá trị giao thoa với The true Way rất là nhiều à, Thông qua giá trị về City uh, Simplicity đó là sự đơn giản Practical là sự thực tế Và Transformational là sự thay đổi toàn diện À, và nếu các bạn ủng hộ The Treeway thì hãy ủng hộ Manchester University và các bạn có thể sử dụng mã The Treeway để giảm 8% và có thể sử dụng cái link mà chỉ để trong phần description của podcast ngày hôm nay cảm ơn các bạn rất nhiều thì đó là vậy đó là lý do tại sao mà chỉ thấy cái tầm quan trọng của ngôn ngữ là vậy và biết được nhiều thứ tí nó quan trọng à, tại khi các bạn hỏi chỉ về cái cái ngôn ngữ ở à, những cuốn sách mà chỉ đọc mà bằng tiếng việt chỉ nói thật, thật sự là khó tại vì uh, những cái chủ đề mà đã được dịch qua tiếng Việt thì thường là những chủ đề mà nó sẽ đầy chúng hơn, nó rộng rãi hơn và nó không có bị uh, bị hẹp quá về cái đối tượng người nghe còn những cái sách về triết học tất nhiên là nó là hẹp rồi nó không phải là dạng sơ hết thành ra là khó để tìm những cái bản dịch đó thì uh, chứ bảo bây giờ chỉ có một lựa chọn thôi là mình sẽ cố gắng chờ các bản dịch hay là mình bằng cách nào đó là nâng cấp cái vốn từ ngữ tiếng Anh để mình có thể theo đuổi nó được và khi mà bạn hiểu được tiếng anh thì đôi khi đọc sách nó cũng đỡ hơn chút tại dịch qua tiếng việt đôi khi chỉ thấy có một vài cuốn sách mà dịch qua tiếng việt chỉ đọc chứ lại thấy khó hiểu tiếng anh luôn thật sự là vậy còn cái thứ ba là nghe podcast của trí <laughs> đùa thôi nhưng mà nó là vậy thành ra hồi nãy chỉ trở về cái cái mà chỉ nói hồi nãy với một số từ chứ không có đôi khi không biết nói tiếng việt sao cho tốt thành ra chỉ phải sử dụng tiếng anh chứ không phải là là tiếng Anh là cái thứ mà trí cái tiếng mà trí sẽ thấy thích sử dụng hơn nó dạng vậy và có những khó khăn nhất định trong cái việc là khi mà mình đọc ví dụ mình đọc sách bằng tiếng Việt thì một vài từ ngữ là mình bắt đầu trong đầu của mình là mình hình thành cái ý niệm đó là cái tiếng Việt nó phát ra đầu tiên luôn còn một vài yếu tưởng nhất là những cái chủ đề mà trí thường nói đến đó, chính là vì trí đọc rất là nhiều tác giả đó và họ lặp đi lặp lại những cái từ ngữ đó bằng tiếng Anh không có trong tiếng việt thành ra là khi mà chỉ có ý niệm gì về những ý tưởng xung quanh cái đó thì cái chữ đầu tiên mà nó nhảy ra trong đầu Trí mà khi chỉ có cảm xúc hay ý niệm về nó là, là tiếng anh đó thì nó là chỉ giải thích cho mọi người hiểu thôi để mọi người không có nghĩ là tại vì Trí lừa dịch của tiếng việt hay sao đó mà à, có thể là mình chưa đủ giỏi để mà mình dịch ra ok thì um, cái khung hoảng thứ hai này, hồi nãy Trí nói là fundamental crisis thì mọi người cứ cảm giác là tạm hiểu cái chữ fundamental đó là gì đi, nó là những thứ nền tảng cơ sở hay là những thứ cần thiết rõ ràng. Thì cái sự khủng hoảng fundamental đó thì nó là cái thứ hai mà sẽ diễn tả. và Trí sẽ đi qua từng cái trước. Ok, cái đầu tiên là existential crisis, là cái khủng hoảng hiện sinh. Và nếu các bạn nghe podcast trí uh, đủ lâu mà có thể là từ uh, 6 tháng tới 1 năm trở lên thì hầu như là rất là rõ cái chữ này rồi. Và nếu các bạn nào mới nghe tập này là lần đầu tiên á, thì uh, về cơ bản khủng hoảng hiện sinh đó là những câu hỏi xoay quanh cái cái vấn đề mình nhận diện mình là ai, ý nghĩa cuộc sống là gì và mình với mọi người có một sự liên hệ như thế nào và mình với tất cả luôn chứ không chỉ là mọi người nữa. Và cái khung hoảng hiện sinh đó là cái tiền đề cho mọi cái vấn đề mà chỉ thấy là xảy ra lúc mà mình mới lớn có những người thì nó xảy ra lúc 15 tuổi, có những người 18 tuổi, có những người thì tới 22, 23 tuổi. Nhưng chỉ là hồi 22, 23. Kiểu giống như là khi mà mọi thứ, mọi cái... Uh, mọi cái thứ trong cuộc sống của mình đột nhiên nó trở nên lạ lẫm với mình. Nó trở nên không không như là mình đã từng nghĩ và mình đặt những câu hỏi rất là random. Đôi khi là nó hơi phù du luôn. Tại vì các bạn có thể để ý là trong cuộc sống của mình mà nếu mà mình rơi vào cái trạng thái là phải đặt những câu hỏi mà mình không có thể trả lời được và nó rất là mông lung và giống như là tại sao họ là họ mà không phải là mình và tại sao đó là người ta mà không phải là mình và tại sao mình là mình rồi đôi khi mình uh, mình nhìn một cái chữ gì đó xong mình thấy là cái chữ này nó mất toàn bộ ý nghĩa của nó chẳng hạn hay là mình uống một ly cà phê mình ăn cái bánh mà mình không biết tại sao mình đang ăn và uống cái này nó từ đâu ra và và tại sao nó lại là một cái phần trong cuộc sống hàng ngày của mình Hay là nhìn trên đường xá tự nhiên mình thấy mọi người tự nhiên đột nhiên lạ lắm Mọi người giống như là, là sao tự nhiên họ lại xuất hiện, tại sao mình lại ở đây đó, nó tất tần tật rất là rất có nhiều cái khả năng những cái câu hỏi lạ 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 mà tự nhiên nó đột nộp nó, nó, nổ ra trong đầu của bạn và những cái câu hỏi đó um, như trí từng chia sẻ là một vài trí gia hiện sinh như là hai nói đó là cái mood nó là một cái một cái tâm trạng bạn chợt nhận ra và bạn thấy nó lạ lắm với thế giới này nhưng mà khi để nó nó biến thành khủng hoảng nó thường là nó sẽ xuất hiện dưới cái dạng là bạn có những cái căng thẳng khá là tột độ về cái việc là mình 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 là ai kiểu như là uh, mình đi làm mà không nghĩ là mình thích cái này hay là mình không phải là không thích nữa mà mình cảm giác như là uh, mình không phải sinh ra cho những cái này và càng làm mình càng thấy là cuộc sống mình mất đi ý nghĩa và nó lạ lắm tại vì uh, nếu mà nó chỉ dừng ở cái cái tâm trạng thôi thì nó chỉ nghĩ là nó không có vấn đề gì tức là nó có nhưng mà nó chưa có khởi phát thành một cái vấn đề một cái khủng hoảng mà cái khủng hoảng nó xảy ra khi mà khi mà bạn cảm giác giống như là mình không có lối thoát tất nhiên đôi khi bạn đang mới đi ra trường của mình đi làm đúng không mình đang bó vào công ty và mình thấy là mình cần phải làm cho tốt nhất có thể và mình cần có lương để mà mình chi trả cho cuộc sống cái đột ngột của mình thấy là càng làm mình càng thấy mình mất ý nghĩa mình thấy mình bị kẹt ở trong một cái vòng xoay mà mình không thể thoát ra được và nó làm mình yếu mềm nó làm mình thấy sợ hãi thì cái đó mà gọi là khủng hoảng còn cái cảm xúc bình thường thôi thì không phải là khủng hoảng rồi mình cứ mãi mê đi tìm những cái thứ mà mình cảm giác làm sao để mà mình thấy là nó xứng đáng để mình sống cho tức là mình sẽ phải mình cứ phải trong đầu mình cứ luôn nghĩ là làm sao để mà mình tìm ra được cái gì đó mà mình mình thấy là mình có giá trị với mình ngay lập tức thì um, đó là một cái dạng khủng hoảng và khái quát nó là khủng hoảng hiện sinh và trí nghĩ uh, nó sẽ xảy ra một giai đoạn nào đó trong cuộc đời của mình và như chính chia sẻ hồi nãy thì uh, cái hình thức mà nó xảy ra với mọi người nó khác nhau nhiều thành ra để khái quát nó thành một cái cụm từ nào đó thì uh, đôi khi nó cũng sẽ hơi 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 chung chung nhưng mà bạn có thể nhận, nhận định rõ là nó cá nhân của mình mà nó cho mình cảm giác lạ lẫm với chính mình và mình uh, như một con cá mà bị rơi trên bờ và mình phải làm sao để mà trở ngược về với lại với lại dòng nước và nó lạ lắm giống như trí đôi khi trí cảm giác giống như là cái hồi mà trí có vấn đề nhiều nhất vấn đề đó cái chuyện đó cái cái khủng hoảng hiện sinh là khi mà trí nhìn vào cái đám đông tại trí hay bị hồi xưa trí có như một cái nỗi sợ rất là lớn đó là là không thấy mình tách biệt với đám đông kiểu như đứng như mọi người xong trí thấy là mình là một phần của tất cả họ không mình không phải còn không còn là mình nữa mình giống như người ta vậy đó. Tức là nếu mà một người nào đó đứng từ xa nhìn vô thì thấy mình giống như là một cái đám đông chứ không phải là mình Thành ra hồi xưa Trí ghét tới đám đông là vậy Hay là đứng những những nơi mà đông đúc này kia là lúc nào chứ cũng bị cái vấn đề nó khá là hiện sinh nó xảy ra Và có nhiều giai đoạn mà nó biến thành nỗi sợ của mình luôn á Mà là bạn biết là nó lớn à, Thành ra đó là lý do tại sao mà Trí luôn cố gắng làm sao để làm nhiều thứ mà nó tách biệt với mọi người Và nhiều mọi người cũng để ý là khi mà Trí lớn lên thì Trí làm những thứ mà Trí có thể giúp mình tạo ra được cái nét riêng. Um, trong khá là nhiều thứ Trí làm luôn. Và không phải là cái đó là một cái mà nó quá là tự thức. Nhưng mà Trí nghĩ nó đến từ một trong những cái nỗi sợ của mình về việc là bị đồng hóa. Mình bị uh, massification đó. Và cái sự đồng hóa này, cái chữ massification này nó có nghĩa là khi mà mình trở nên cảm giác là mình giống mọi người mà không tách biệt được. Uh, và khi mà nó xảy ra thì uh, uh, mình thấy mình mất đi cái năng lượng cá nhân mà uh, rất là chân thực của mình có thể chỉ nói ra cái này thì nó hơi xa vời với một số người Tại bạn chưa có trải nghiệm đó nhưng mà nếu ai có trải nghiệm thì sẽ hiểu chỉ nói cái gì và um, khi đó thì khi mà mình đến từ một cái nỗi sợ một cái khủng hoảng thực sự thì chỉ mới chọn con đường là làm sao để mà mình tách biệt với mọi người mình phải học những cái gì mình sẽ làm những cái gì và mình sẽ trở thành một người như thế nào thì nó là tiền đề đúng không? Và chính vì những cái cơn khủng hoảng đó hồi lúc mà mình còn 23 tuổi, 22 tuổi, tới giờ là đúng 10 năm rồi đó. Thì chính vì nó mà Trí mới được ngày hôm nay. Thành ra là lúc mà bạn hỏi Trí là cái khủng hoảng đó nó có tốt hay không? Trí nói, là tốt, không có nó thì chứ không phải là những người như thế này ngay lúc này, ngay bây giờ. Và cố gắng làm mọi thứ để tạo ra những cái sự khác biệt cho chính mình. Để mình thấy mình sống và mình thấy mình không phải là số đông và cái đó là nỗi sợ của trí một số bạn thì con sẽ có nỗi sợ khác nhưng mà bất kỳ nỗi sợ nào mà mình không thể có câu trả lời ngay lập tức được và nó liên quan tới vấn đề ý nghĩa của bản thân hay là cho mình thấy mình um, có một cái lý tưởng hay cái gì đó để mình sống cho thì đó là vấn đề hiện sinh hết và nếu mà cái khủng hoảng bạn đang có những cái stress bạn đến từ cái này thì khả năng cao đó là cái stress về cái sự khủng hoảng về hiện sinh và cái câu trả lời cho nó nó không có dễ dàng, câu trả lời của nó là câu trả lời mà bạn phải làm để nó nó ra. Tức là mình sẽ không còn ngồi xuống và mình nói là làm sao để mình làm được cái đó. Mà mình chỉ có thể là làm rất là nhiều thứ cho đến khi mà có một cái nó đúng. Thì uh, cái uh, cái câu trả lời cho cô trí cho cái chuyện đó là vậy. Và cái uh, cái dấu ấn của cái khủng hoảng hiện sinh nó cũng mắc cười lắm, tức là đối với trí cái cảm xúc hay cái cảm giác mà trí có trong cái những cái con khủng hoảng đó là uh, trí thấy ngọt trong tiếng anh nó có một cái chữ gọi là overwhelmed tức là ngọt tức là tức là nó nó sao giống như con cá trên bờ mà không thở được là ngọt đúng không không phải ngọt nước mà ý là ngọt không khí uh, và kiểu giống như là không có cái gì mình làm mà nó 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 hết khó thở kiểu như là mình thấy ở nó bổ bổ quanh bổ quanh mình mà uh, kiểu như là không cho mình cho mình có mỗi cơ hội để mà mình trồi lên mình thở luôn cứ mình thấy nó mệt mệt mà nguyên ngày của mình giống như là để trôi qua một ngày là thấy nó cũng mệt chứ không phải là không nhiều khi ngồi yên cũng thấy mệt thì nó là cái cảm giác đó cái dấu ấn của cung hoàng hiền sinh nó là ngọc overwhelmed đó thì đó là những cái uh, những cái cách mà trí dùng để nhận diện cái khủng hoảng đó trong các bạn trẻ khi mà bạn chạy qua cái vấn đề này thì cái đó là cái đầu tiên và à, ngoài ra thì uh, um, nếu mà các bạn uh, muốn thực sự hiểu cái vấn đề hiện sinh nó như thế nào thì ngoài những chiếc da mà trí thường uh, nói trên cái instagram của mình hay là mấy trong mấy tập trước mà trí nói về chủ nghĩa hiện sinh đó, uh, hay là sự chân thật này kia như là john bashard hay là Kierkegaard hay hedgegger này kia thì có một người có lẽ trí chưa có nhắc tới mà rất là quan trọng luôn đó là Fyodor Dost Dostoevsky một nhà tiểu thuyết người nga và tri <laughs> biết những cái những cái cuốn sách của Dostoevsky cũng khá là lâu rồi nhưng mà chưa có điều kiện để mà ngồi đọc hết một cuốn à, nhưng mà gần đây thì trí bắt đầu xem qua một vài cái cái youtube về Dostoevsky cũng khá là nhiều trên youtube các bạn có thể xem qua và khi Trí xem lại những cái đó thì Trí mới có một cái cảm giác là à, đây thật sự là cái người mà nói về những vấn đề hiện sinh nó rõ ràng, rõ ràng kinh khủng luôn à, Tất nhiên là phải, mà phải, mình phải suy nghĩ, mình phải đối chiếu tí xíu để mới ra cái sự rõ ràng đó Nhưng mà đọc vào thì mình thấy là nó có dấu ấn đó Và nếu mà các bạn hỏi Trí về cái này thì Trí sẽ, có thể là bây giờ Trí sẽ recommend luôn Dr. Epsky và nếu các bạn chưa biết cách gõ tên thì có thể xem trong cái phần description để để cái tên của của ông vào trong đó và ông là một nhà tiểu thuyết người nga và cái sự ảnh hưởng của dostoevsky lên cái cái nền hiện sinh học nó lớn kinh khủng hầu như là cái cái tên đầu tiên khi mà nhắc tới uh, chủ nghĩa hiện sinh hay là hiện sinh học này kia thì ông viết uh, có nhiều cuốn sách giống như là cuốn the idiot uh, nói về cái trải nghiệm mà ông uh, bị uh, hồi xưa là ông bị bắt và bị giống như là tử hình đưa lên cái dàn tử hình xong cầm cái súng chỉ vô rồi nhưng mà cuối cùng là cái ông lính ra kêu dừng lại và đây chỉ là cái buổi cái buổi hù dọa rồi kiểu như như là là giả bộ là tử hình để cái người đó người ta sợ tù binh sợ hồi xưa có những cái trò tra tấn nó giống vậy kiểu như là à, biết chắc là không giết đó, tức là cũng sẽ thả thôi nhưng mà giả bộ đem tới pháp trường rồi bịt đầu bịt mặt này kia rồi kéo ra rồi có một người đứng trước mặt chuẩn bị bắn như người của mình đó trời ơi cái đó là một trong những cái cái cách tra tấn mà nó kinh khủng nhưng mà đối với Dostoevsky ấy, thì ông lại thấy đó là một chuyện trải nghiệm mà nhớ đời của mình kiểu như là nó nó mở ra cái thế giới thế giới hiện sinh của ông luôn tại ông bảo là đứng dưới cái mũi súng đó đó ông nhìn ra ngoài xa và chỉ vài giây trong đó thôi ông cảm giác như là là một ngày trôi qua như vậy và thời gian đột nhiên trôi chậm lại và ông nhìn ra phía xa kia và lúc ông càng nhìn thì ông càng thấy là cuộc đời ông bắt đầu diễn biến như thế nào ông thấy mình mắc nợ với mình như thế nào và nếu bây giờ mấy cây súng này nó không chỉ vào ông và nó chỉ lên trời và nó không bắn nữa thì ông sẽ làm được cái gì cho cuộc sống và sau đó ông sẽ thấy là mỗi giây trong cuộc đời mình trôi qua đó là một cái sự hạnh phúc một cái niềm vui để được sống và được để được làm việc để được cống hiến và để được trở lại chính mình xong Trí mới thấy cái đó là một trong những cái ý tưởng nó cực kỳ là màu nhiệm luôn và chỉ khi nào một người đứng dưới cái mũi súng mà chỉ biết là mình còn có 10, 20 giây, 30 giây để sống thì họ mới biết là họ cuối cùng họ muốn sống cho cái gì. Thì thực tế lúc đó là uh, bạn sẽ thấy rõ lắm lúc đó là không còn bullshit, lúc đó không còn một cái ý niệm linh tinh là uh, ok hôm nay mình lười tí xíu hay là uh, mình để cái đó qua ngày hôm sau mình làm hay là kệ cái này cái kia kệ cái kia kệ cái này kệ cái kia giống dạng vậy. Mà lúc đó chỉ đơn giản là cho tôi sống và tôi chỉ muốn được sống và tôi sẽ làm cái này hết mình của mình luôn. Thì cái cảm cảm giác đó là vậy thì uh, lúc mà chỉ đọc tới cái đó thì chỉ mới thấy là đó nó khái quát cái cái vấn đề hệ sinh khá là rõ dưới cái mũi súng đó bạn sẽ thấy được và trong cái tiểu thuyết đó thì cái nhân vật trong tiểu thuyết đó mà đứng dưới mũi súng á mặc dù là mô tả lại cái cảm xúc à, cái trải nghiệm của Dostoyevsky nhưng mà ông cũng thông qua nhân vật đó thì ông mô tả rõ hơn cái trạng thái của ông và cái trạng thái đầu tiên là tiếc nuối tiếc nuối về cuộc sống của mình tiếc nuối là mình đã bỏ phí nó tới bây giờ và mình bây giờ mình mới thấy là mình uh, mình cần nó như thế nào và cái cảm cái cảm xúc mà tiếp theo sau đó là cảm xúc giận dữ và muốn chết cho lẹ tại vì khi mà bạn thấy mình có lỗi với mình quá và đứng dưới đó mà kiểu như 10 giây mà giống như là cái 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 sự tra tấn tục cùng luôn á tức là cứ mỗi mỗi giây trôi qua mình cảm giác như là một cái món nợ này mình đã không thể trả được và mình có lỗi với mình quá đến nỗi mà chỉ muốn chết thôi thành ra là lúc mà chỉ đọc tới đó xong chỉ càng thấy là nó còn rõ ràng hơn nữa um, thì um, cảm giác mắc nợ nó nó có mà nó chưa bằng cảm giác mà ghét mình đến nỗi mà ghét cái sự mình mắc nợ với bản thân của mình và chỉ muốn chết đi đó thì um, đó là một cái sự mô tả và trong cái cuốn The Idiot thì ông nói về cái cái này um, dostoevsky một trong những cuốn sách lớn nhất của ông là là cuốn uh, notes from underground là những cái tờ tờ nốt là những cái tờ ghi chú ở dưới ở dưới đất dưới à, đất dịch hồi không biết dịch làm sao underground là giống như là là giống như hầm á hay là dưới cái cái chỗ nào bạn che đồ che giấu mọi thứ bạn đào cái lỗ là mình chui xuống dưới mình ngồi thì gọi là underground thì uh, cái nhân vật của ổng là một người mà ghét xã hội đến nỗi mà bài trừ nó luôn nhưng mà vẫn thích là đi vòng vòng xem mọi người suffering mọi người khổ sở thành ra là hay chui với là mấy cái hầm ở dưới rồi lắng nghe cuộc sống của mọi người đánh giá người này đánh giá người kia vậy đó thì uh, Notes from Underground cũng là một cái cuốn rất là hay và cái cuốn nổi tiếng nhất của Dostoevsky và chiếc cô không chắc là có bản dịch nhưng mà bạn có thể là xem thử coi bản tiếng anh bạn đọc được hay không và uh, nó cô hẳn không hẳn là quá dài thành ra tôi nghĩ là sẽ nhanh để mà mình đọc đó thì uh, <laughs> hai cuốn sách đó của Dostoevsky làm Trí thấy là rõ ràng là uh, cái chữ hiện sinh nó nó rõ ràng hơn bao giờ hết tức là nó đời thực hơn bởi vì nó là tiểu thuyết nó viết là câu chuyện nó là những cái mạch chuyện mà nó cho mình thấy cái sự đa màu của cuộc sống nhưng mà uh, tức là chỉ thấy nó nó sẽ có cái gì đó nó dễ để mà mình hình dung hơn là những cái kiến thức về về hiện sinh của những triết gia khác giống hay cơ trong cái cuốn biển ngành tham đó là một trong những cuốn khó nuốt trôi và cho dù cái cuốn đó đi rất sâu vào cái chữ hiện sinh là gì nhưng mà chứ nghĩ là để bắt đầu mà mình đọc cuốn đó là sẽ hơi khó và sẽ mệt và nó không có rõ ràng thành ra là đọc tiểu thuyết thôi mà cái chứ thấy rất là hay bạn có thể thử xem qua ok và đó là cái khủng hoảng hiện sinh cái khủng hoảng thứ hai mà nãy Chí nói về đó là fundamental crisis và đối với trí thì cái khủng hoảng này nó đến sau cái khủng hoảng hiện sinh và chưa không biết là nó sẽ với một số người nó sẽ đến sớm hơn có thể là cái trình tự nó ngược lại nhưng đối với trí fundamental crisis đó là cái câu hỏi lớn nhất với nó đó là mình thực sự muốn cái gì tại vì khủng hoảng hiện sinh nó là mình thực sự là ai và mình là mình có ý nghĩa cái ý nghĩa nào là cuối cùng với mình bây giờ nhưng mà cái uh, fundamental crisis thì nó lại liên quan tới vấn đề là muốn tại vì mình Thế này trí cảm giác là với cá nhân của mình sau cái chặng đường mà trí lay hoay để mà tìm ra được cái cái thứ mà trí muốn sống vì nó và cảm giác như là mình hòa nhất mình hợp với lại chính mình và mình hợp mình hòa thuận với lại tất cả mọi thứ xung quanh thì khi mà trí có những cái bước tiến trong cuộc sống của mình đến năm hai 25 bốn và trí bắt đầu thực hành rất là nhiều cái sự lựa chọn và hầu như là lúc đó trí thích cái gì thì đều làm được cái đó và mãi tới lúc mà trí 28 tuổi thì cái 27 28 tuổi thì cái fundamental crisis nó mới xảy ra và nó đứng dưới hình thức là trí trí có quá nhiều sự lựa chọn để làm và cái gì trí cũng làm được và đến nỗi mà trí không biết là mình muốn làm cái gì thực sự luôn và cái vấn đề mà cái khủng hoảng của cái sự dư thừa về lựa chọn hay là bị đóng băng sự bởi sự lựa chọn đối với trí, trí gọi nó là fundamental crisis và cái đó nó mệt nó cũng mệt cái dạng khác nó dạng cái mệt là cái cái nó, nó kiểu giống như là nó không còn là việc hay là mình đi tìm kiếm mình là ai nữa mà kiểu như là cái nào để khiến mình tập trung mình ngồi xuống và mình làm được nó và mình không quan tâm những thứ khác nữa cái vấn đề là chỗ đó và đối với một số người cái đó là nó nó sẽ là cái vấn đề chính trong cuộc sống của họ đôi khi là cái sim cuộc đời luôn á là mãi mãi đi vòng vòng kiểu như hô lây đi vòng vòng làm tùm lum thứ nhưng mà không có cái nào mà mình ngồi trụ được quá một năm hay là mình thấy mình là tất cả nhưng đồng thời của hôn là gì cả à, và nó từng xảy ra với trí và nó cũng rất là khả, khả rất là tự nhiên thôi kiểu giống như là khi mà mình quá mệt mỏi của cái việc là tìm kiếm mình là ai và cho mình những cái lựa chọn mà nó có thể kéo mình ra ngoài được và khi mình thực hành một đống lựa chọn đó mình ra ngoài bên kia được thì mình lại bị những cái sự lựa chọn đó nó khống chế nó nó giống như là nó khuất phục nó làm cho mình phải liên tục là đi tìm tới nó và càng làm được càng làm hoài và lại có những cái làm sai cũng làm tiếp luôn dạng vậy và mất mát cũng có à, và cái sự thông tuệ lúc đó là hầu như là không không có giá trị của một cái sự rõ ràng thuần khiết nằm trong đầu của mình hết đó trong đầu của mình nó là một mớ hỗn nghe hỗn mang của những cái cảm xúc bởi vì mỗi cái hành động mình làm những cái sự kiện mình làm nó đều cho mình một dạng cảm xúc và mình bị Uh, mình bị chi phối bởi những cảm xúc đó quá nhiều Đến lúc mà nó không còn có một cái sự rõ ràng Cái gì cũng uh, Giống như là cái gì cũng thấy được Hay là cái gì cũng thấy không được Kiểu như là nó chỉ khái quát được Với chữ được với không được thôi Nhưng mà thật ra là nó Thí dụ chữ được đó đi, nó được phân nhánh nhiều thứ đúng không Là uh, mình cảm thấy tốt Cái này làm cảm thấy là khoái cảm như không tốt Cái kia là cảm giác sao uh, sau sao sau đó tức là mình đến nỗi mà cái những cái cảm xúc hay là những cái hình thái của những sự lựa chọn mình làm đôi khi nó nó biến thành những cái thứ rất là chung chung mà mình cảm giác như là mình không mình chỉ dán nhãn đại là những thứ mình làm thôi mình cứ làm 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 dán nhãn dán nhãn nhãn mà mình không còn cái cái cảm nhận nhận thức được luôn là cái đó nên làm hay không đúng hay không có phù hợp với mình hay không hay là mình có cần tập trung với nó hay làm tìm cái khác mình làm cái cảm giác nó vần 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 vòng vòng như vậy tới lúc mình mệt mỏi quá rồi kiểu như là mình bị uh, có một cái cuộc stress tột độ rồi đem mình xuống rồi bắt đầu mình, mình, nhìn lại cuộc đời của mình mình thấy à cuối cùng nguyên đám lắng xuống hết thì có một vài thứ nó còn vẫn còn ở đó nó nổi 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 lên thì mình mới nhận ra ở à, cái đó là những cái mà mình mình muốn làm chứ ngày xưa là ha, quá nhiều bong bóng cứ đi vòng vòng chích từng cái từng cái từng cái rồi nổi khác lên cái chích tiếp như vậy cái một hồi loạn xì ngầu lên thì chỉ nói đó mỗi chỉ tới lúc mà tất cả bong bóng mình nó chìm xuống và chỉ còn có vài cái nó nổi lên và nó nổi lên to hơn và to hơn và nó không có bể thì cái đó là đó là cái mà mình thật sự mình muốn thì nó xảy ra vị trí và cái xúc cảm mà chỉ cảm nhận được từ cái fundamental crisis nó là uh, underwhelm tức là nó không giống overwhelm của bên cái cái khung hành sinh là kiểu như ngọt mà cái bên đây underwhelm nó kiểu giống như là mình làm nhiều cái làm đến nỗi mà mình chán chơi luôn mà mà cô không thấy đã mình thấy nó còn thiếu cái gì đó và lý do đó là chính vì lý do mình thấy nó còn thiếu nên là mình phải tìm cái khác cái gì đó mình trám vào mình làm là làm cho nó xong đó. và mình cũng không biết là muốn cái gì nó cứ trám trám vào như vậy và chỉ gọi Underwhelm là bởi như vậy tức là nó chưa đủ nó không đủ và nó không thể thỏa mãn được và cái hình thái của cái sự của cái fundamental crisis này nó nó nằm ở đó nó nằm ở cái cái underwhelming experience nó nằm ở, ở cái trải nghiệm thấy chưa đủ mà phải tìm cái gì đó để làm thêm để thỏa mãn được cái đầu của mình Như mọi cái thời gian của mình bỏ ra Chẳng hạn như vậy Và bạn có thể thấy được Cái sự đối nghịch Giữa hai cái cảm xúc Mà Trí tạo ra Cho hai cái khủng hoảng đó Và Có hai thứ Trong cái khủng hoảng Fundamental này Fundamental crisis Trí thấy cái đầu tiên Là Mình có quá nhiều um, Sự tự do Của hành động Và của những lựa chọn Và bắt đầu mình thực hành Nó một cách tột độ Quá đáng quá Quá nhiều mà không để ý tới cái việc là nó cần cho mình hay không hay là mình có nên tập trung vào nó hay không và năng lượng của mình đúng là nó loạn lạc nó bay tứ phía luôn và cái đó là cái hình thái đầu tiên cái hình thái thứ hai sẽ xảy ra với một số người chỉ nghĩ nó vẫn đến từ cái việc là là mình mình rơi vào trạng thái là mình giữ mình giữ chặt những thứ mình tin tưởng hay là một một cái những quan niệm về mình uh, những quan niệm về tính cách con người của mình hay là những cái những cái thứ mà mình sở hữu hay là mình tin tưởng hay là mình có giống như là công việc hay là những mối quan hệ mình giữ nó chặt đến nỗi mà mình không thể nào mở cho một cái gì đó khác không còn một trải nghiệm nào đó khác và hai cái thứ đó chứ nghĩ là chỉ có thể là phân tách nó thành hai cái hình thức của cái fundamental crisis đó thì uh, có thể là bạn có một có thể là bạn có hai hoặc là cả hai thứ luôn thì tôi thấy là nếu mà bạn rơi vào cái trạng thái đó ở cái độ tuổi mà khoảng 27 tới 30 á, trước khi mà bạn bước qua tuổi 30 trở đi á, thì khả năng cao nó là fundamental crisis và cái này thì chỉ uh, cũng làm bàn phỏng đoán thôi chứ chứ không có một cái nghiên cứu cụ thể nào đâu thành ra là chia sẻ dưới dạng podcast để mà nếu bạn đồng cảm được thì có thể là nó nó là như vậy Um, nhưng mà chứ không có một số liệu cụ thể là nó diễn ra độ tuổi nào và như thế nào cái này hoàn toàn trên trải nghiệm cá nhân của trí thôi và nó là vậy một á, là bạn có quá nhiều sự lựa chọn và bạn thấy không thỏa mãn bất kỳ cái gì và bạn cứ làm làm lung tung bên hai là bạn uh, giữ chặt những gì bạn mình đang có cái crowd của bạn bạn giữ nó kỹ quá không muốn thay đổi không muốn làm gì khác cho dù cho dù là ở phía trong người mình có một cái ngọn lửa âm ỉ là mình phải thoát ra mình phải làm phải làm phải làm mình phải mình tức là mình có một cái ngọn lửa dàn xé trong người của mình là mình muốn lột xét, mình muốn thay đổi muốn mình muốn vượt bậc hơn đó. nhưng mà mình cứ phải khư khư mình ôm những những cái mình đang có bây giờ mình không không muốn nhả nó ra mà cũng không muốn hy sinh bản thân cũ của mình cho cái bản thân mới luôn mình không thay đổi công việc được mình 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 là người như vậy rồi đó thì tôi uh, nghĩ cái đó là cái nhánh thứ hai của cái fundamental crisis và nó th có thể xảy ra với nhiều người thì hai cái này là hai cái hình thức nó thế thấy là khá là phổ biến Với Trí thì uh, rõ ràng đối với Trí thì Cái sự thực thi của tự do hành động Nó quá nhiều và Trí mệt với cái đó Còn một số người thì lại uh, không cho mình cho phép mình cái đó luôn Tức là mình giữ khư khư những gì mình cần làm uh, Lúc đầu Trí không biết tại sao nó lại xảy ra cái trạng thái giống thế này Nhưng mà sau đó Trí coi lại một vài thứ Chiêm nghiệm cho cuộc đời của mình thôi thì Bản chất thì uh, Trí là người có tính cách cởi mở cho trải nghiệm khá là keo Um, nó gọi là openness to experience nó là một trong dạng năm tính cách của bạn lên mạng search chỉ có nói một lần là có một cái test về tâm lý gọi là big five personalities tức là mô hình năm tính cách và năm cái cái traits đó trong người của mình thì nó có một cái gọi là độ sáng tạo và cởi mở cho trải nghiệm thì chỉ chỉ nằm maximum trên cái scale đó luôn tức là chỉ rất thích những cái mới và rất thích khả năng mà có thể làm được nhiều thứ thành ra là cái vấn đề khi mà xảy ra cái fundamental crisis ấy, khá là tự nhiên thôi thì trí làm quá nhiều thực hành quá nhiều cái sự tự do trong lựa chọn của mình còn một số người thì cái cái tính cách cởi mở cho trải nghiệm là ở cái thang thấp một kiểu như max thấp luôn á thì cũng khá là tự nhiên là cái fundamental crisis của họ là họ muốn những cái trải nghiệm mới nhưng mà không chịu làm cái vấn đề là vậy và nằm ở hai thái cực nó không có không có vui tốt nhất là nằm, nằm nên nằm ở giữa hay là nó được kiểm soát hoặc có mức độ cân bằng nhất định đúng không thì chỉ nghĩ là cái vấn đề xảy ra ở chỗ đó và khi mà chỉ càng nhìn vào chỉ càng thấy rồi nó bắt đầu nó make sense từ nó có lý lẽ của nó và nếu mà bạn đang cảm giác là mình đang trong giai đoạn đó thì đó là nó là như vậy đó và cái cái cảm xúc tâm lý của mình trong cái trạng thái này luôn luôn là underwhelm luôn luôn cảm thấy chưa đủ đó thì uh, đó là một cái fundamental crisis. Rồi thì bây giờ chứ cũng thấy là để mà chính vì nó không có câu trả lời cho những cái vấn đề cụ thể như thế này nó chỉ là mình có nhận ra được và cái cách cá nhân của mình có thể làm được là gì á thì chỉ thấy là cho dù bạn làm cái gì thì nó cũng sẽ đến với một hình thức là bạn phải tạo được một cái sự hy sinh nào đó trở lại với lại ba thứ mà trí nói ba cái giá trị cổ điển mà trí từng chia sẻ mà trí thấy là thời nay mình rất là cần đầu tiên là dũng khí courage hay là là cái uh, commitment Nó là cái sự kiên quyết này kia hay discipline còn cái cuối cùng Nó là sacrifice là sự hy sinh và Trí thấy cái sự hy sinh nó rất là quan trọng hy sinh cho người khác là cái vấn đề không phải là quá khó um, và đôi khi rất là trực quan để mà mình làm nhờ cái việc là hy sinh mình cho mình hy sinh cái hạnh cũ của mình Um, nó sẽ không có trực quan và nó sẽ đôi khi nó cần mình phải thay đổi toàn diện khá là nhiều phải cho một cái ego cũ của mình mà nó, nó phải mất đi đó. thì cái đó là chỉ thấy khó và khi mà mình vượt qua được cái những cái khủng hoảng đó thì thường là mình sẽ trở thành một cái con người gì đó nó khá là mới um, cái trải nghiệm này sẽ cũng rất là cá nhân nhưng mà bạn sẽ cái cái, cái cái kết quả của nó sẽ là ở một thời điểm nào đó trong cuộc đời bạn nhìn lại hai ba năm trước bạn thấy là mình không thể hiểu nổi cái con người lúc đó của mình luôn Và nó lạ với mình Đó là khi mà bạn đã có những cái sự đột xét Và cái sự hy sinh Của một cái hình ảnh cũ Để cho hình ảnh hiện giờ của mình được nổi lên Và chỉ nghĩ là sẽ có một cái hình ảnh nào đó Về mình nó sẽ chết đi khi mà bạn bước qua hai cái khủng hoảng đó Hoặc là cả hai à, Một hoặc hai hoặc là cả hai Và cái vấn đề chỉ đặt ra là Sẽ có gì đó chết Nhưng mà nó sẽ là cái thứ tốt Hay là cái thứ xấu của người mình cái phần nào của mình nó sẽ chết đi uh, và cái đó là cái câu hỏi mà chị đặt cho chính mình tại vì uh, đối với trí thì uh, cái phần xấu của mình nó chết đi và mình trở thành một cái người mới tốt hơn nhưng mà nhưng mà nha chị thấy là nó cũng có những ví dụ ngược lại. bởi vì lúc mà chị nói về dostoevsky khi mà ông nói về những cái vấn đề của một cái xã hội loạn lạc ngày xưa mà con người mất toàn bộ cái niềm tin vào cuộc sống đó và cái nhân vật ông mô tả trong cái notes for underground cái cuốn sách đó đó thì là một con người mà cái phần chết đi của họ lại là cái phần tốt và họ trở nên cực kỳ là cực đoan trong cuộc sống của mình luôn và họ không thấy ý nghĩa và họ họ thấy suffering họ thấy khổ nhưng mà cái khổ đó dừng ở đó là chưa đủ họ muốn tất cả thế giới cùng khổ với họ luôn và trong tiếng anh nó gọi là malevolence hay là bitterness malevolence là cái cảm giác giống như là muốn người khác phải khổ muốn người khác phải đau đớn hay là mình bị uh, có những cái cảm xúc ke ngán mà kiểu như là mình thấy mình mình xứng đáng nhiều hơn như vậy và mình không có được nó thành ra tất cả mọi người cũng phải như vậy và trong cái cuốn sách đó thì cái cái notes for underground ông có nói một cái cụm mà chỉ nhớ mãi luôn và nó nó cực kỳ hay cái cụm đó là cái nhân vật uh, cái nhân vật uh, the underground man đó, cái nhân vật chính trong cái, cái cuốn sách đó có một cái câu nói là I say let the world go to hell but I should always have my tea. Có nghĩa là tiếng Việt nó là tôi nói là hãy cho cả thế giới này xuống địa ngục hết đi nhưng mà tôi vẫn có thể giữ được tách trà của mình. Cái câu đó nó 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 hay ở cái chỗ là cái người này họ cay nghiến và họ họ ghét thế giới đến nỗi mà họ muốn cái sự công bằng không có ở đó luôn. Họ muốn tất cả mọi người là đi xuống địa ngục hết nhưng mà trong cái cái đó họ lại còn cái người đó lại còn muốn có ly trà của mình kiểu giống như là ghét mọi thứ từ từng cùng muốn diệt hết tất cả nhưng mình vẫn trên hết mà vẫn rất là selfish kiểu như là rất là cá nhân kiểu tao phải chết hết đi nhưng mà tao vẫn còn tách trà tao chết chung nhưng mà tao vẫn uống trà được dạng vậy, vậy thì um, cái cái hình ảnh đó của một người mà cái tốt nhất của họ chết đi đó, thì nó còn ra cái xấu rồi và cái xấu đó nó gây, kinh khủng và bạn có thể thấy là đôi khi trong cuộc sống mình khi mà mình di chuyển mình sẽ thấy có những người như vậy có những người là cái phần tốt đi của họ bởi vì vì sự chèn ép hay là sự một cái sự um, dồn nén nào đó mà họ không có thể nuôi dưỡng họ đi tiếp được và linh hồn của họ bị thỏa hiệp bởi một cái những cái shadow trade quá nhiều những cái tính cách chìm và những cái tính cách xấu của mình đó và và đó là cái sự nuối tiếc lớn về cuộc sống của một người không phải là mình ở đây mình nói là mình tốt hơn họ nhưng mà nhưng mà sẽ có những trường hợp như vậy và mình thấy là họ nếu là cũng là nhìn ở ở cương vị rất là nhân chủng học thôi thì thấy là đôi khi cũng bất công cho một số người khi họ phải trở nên như vậy à, và nếu bạn vô tình cuộc sống của bạn mà bước qua những cái hành trình đó và thấy những người như vậy đó thì bạn cũng sẽ hiểu được cái vấn đề này và Trí nói đây là trong những lúc mà bạn khủng hoảng sẽ cũng sẽ có những người như vậy và họ thấy được sự khủng hoảng của bạn và sẽ, họ sẽ ngồi trên cái sự khủng hoảng đó. Không có cái gì mà nó rõ rõ ràng bằng việc là bạn thấy được cái sự để cho người khác, những người mà muốn lợi dụng hay là làm bạn thấy khổ đau hơn, thấy được cái sự khổ đau của bạn. Và cái này là cái thứ phải cẩn thận. Thành ra là chính luôn giữ quan điểm của mình đó là mình nói đủ về mọi thứ xung quanh mình thôi. Và nên quan tâm rất là rõ là mình nói cái đó cho ai á và mình có tin được người ta hay không á và phải có một cái reality check một cái sự kiểm soát một cái sự đánh giá về thực tế tại vì chỉ thấy là có những câu chuyện thế này tức là có nhiều người cứ bảo là cô này hay anh này rất là hiểu mình nè à. nhưng mà ở trong cái bối cảnh đó cái người đó đôi khi là chưa chắc hiểu mình đâu nhưng mà họ chỉ nói những thứ mình muốn nghe thôi và nếu mà họ biết là những thứ mình muốn nghe là không làm tốt cho không làm tốt mình được á và làm mình xấu hơn ở đôi khi họ cứ nói hoài thành ra là bạn phải kỹ với vấn đề này um, và những người mà như trí nói giống như là The underground man đó, let the world go to hell là họ muốn bạn go to hell bạn bạn sẽ xấu hơn và họ muốn họ muốn thấy bạn xấu hơn và chỉ thấy là sẽ có trường hợp như vậy và bản thân trí có đã chứng kiến những vấn đề này rồi um, và mình phải mình phải thấy và mình phải có cách để mà mình né hay là mình À, mình nhận diện được và nó giúp cho mình khá là nhiều bởi vì nếu mà mình chứng kiến bên đường thì chứ không nói nhưng mà nếu mà mình người trong câu chuyện đó luôn á và mình không có một cái sự kiểm soát thực tại đó, là mình sẽ ở đó khá lâu á và cho một người mà đứng kế bạn và muốn bạn đi xuống cái người mà đã mất đi cái phần tốt của họ và cái phần xấu của họ nó trỗi lên và nó chi phối họ và để mà nó tìm tới bạn và nó muốn bạn đi xuống luôn á mình lỡ bạn đi xuống được là phần tốt của bạn cũng đi xuống theo luôn là phần tốt bạn chết đi và cái phần xấu bạn lại nổi lên và cái sự tương tác xã hội này nó nó diễn ra khá nhiều ở nhiều khía cạnh thành ra làm um, chú ý tới vấn đề này đó thì trí um, thấy đó là một thứ mà chỉ có thể là nói lên để mà mọi người có thể chú ý được và trí cũng biết là khi mà mình nói về những vấn đề này thì luôn luôn sẽ có những câu hỏi là làm sao để mà đi qua được những khủng hoảng này thì trí nhắc lại rất là nhiều lần luôn á là cái câu trả lời làm sao nó sẽ nó sẽ không có rõ ràng và khi mà chỉ phải nói tới cái việc là bạn sẽ làm cái gì thì nó không còn đúng nữa nó không 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 thể xảy ra được bởi vì bạn sẽ phải đứng trước một cái chuỗi của sự lựa chọn và nó rất là cá nhân nó nó phải nằm ở trong tính cách của bạn có làm được hay không khả năng bạn làm được hay không bối cảnh xã hội của bạn có ủng hộ được chuyện đó hay không bạn có đủ năng lực dũng khí tức là nó là sự tổng hòa của tất cả các điều kiện cần và đủ để mà nó diễn ra được và chính vì chứ không biết bạn là ai thành ra chỉ không thể nào nói là à, phải làm cái kiểu này nè làm kiểu kia cả chỉ có thể đưa ra những cái gợi ý mà kiểu chung chung thôi như hồi xưa lúc mà chỉ làm cái metanoia lúc mà chỉ làm cái workshop về uh, khởi đầu của một con người mới chỉ nói về cái mô hình cái framework uh, rmt rmt cái uh, đó chỉ cũng từ đẻ ra luôn uh, cái chữ r là recognize là mình nhận diện được là uh, đó là khủng hoảng em là modify nó là cái sự thay đổi là mình sẽ tìm được những cái sự thay đổi nào trong cái hoàn cảnh bối cảnh của mình và cuối cùng thì là thrive là cái sự uh, vươn lên trong bằng cái sự thay đổi đó mình sẽ vươn lên như thế nào hay là thích ứng thì cái mấu chốt nằm ở cái chỗ recognize chỉ nghĩ là bạn sẽ làm được nếu mà bạn nhận ra kỹ là mình đang trong giai đoạn đó hai là cái modify là bạn phải thực hành một cái sự thay đổi nào đó và chỉ thấy cái sự lựa chọn của mình trong cái việc thực hành thay đổi nó nó đa dạng một số người thì bắt đầu đổi luôn cái lối sống của mình à, cho mình một cái những cái goal rất cụ thể về thân tâm trí hồi xưa thì chỉ nói là mình phải đọc nhiều hơn về chủ đề này chủ đề kia rồi chỉ phải bắt mình chạy bộ mỗi ngày năm cây số liên tục trong vòng mấy tháng trời không ngày nghỉ luôn phải giảm cân nặng của mình đó và chỉ phải đổi một công việc nào đó mà nó phù hợp với mình hơn tức là lúc chứ, nhìn lại những cái công án ngày sinh của mình chứ nhận ra là đó là một cái một cái tổ hợp của những thứ mà có thể làm được và mình phải thực hành nó ngay lập tức và ngày qua ngày hai năm ba năm thì mình thấy cái con người cũ của mình đã chết đi rồi mình không còn hình ảnh đó trong người mình nữa mình đang ở cái vùng đất cao hơn mình đỡ ngập lặng hơn mình không còn bị overwhelm nữa tức là mình thở được rồi lúc này bắt đầu mà mình thrive là mình đi lên thích ứng đi lên thì chỉ nói là cái đó là cái vấn đề cá nhân. Tất nhiên là khi mà chỉ nói tới cái sự thay đổi thì mình sẽ chọn những cái gì đó này kia thì bạn có thể ứng dụng được. Tức là bạn thấy cái gì mà mình thấy mình muốn khao khác được làm mà mình mình luôn luôn có cái giọng nói trong đầu là mình không thể làm được thì maybe có thể là cái đó đó. Đó thì uh, cố gắng tìm được cái đó. Và cái cái hay của cái việc này là bạn càng cho mình lý do và cái sức mạnh để bạn làm thì bạn càng qua nó dễ và bạn càng thấy là cái phần tệ của mình nó sẽ chết đi và phần tốt mình nổi lên còn dạng giống như là cố gắng mà self help kiểu giống như là đọc sách về self help hay là cố gắng mà tìm những người này người kia để mà chỉ dạy mình này kia đôi khi chứ thấy là nó không không xảy ra được đâu nó nó đến từ bạn nhiều lắm luôn á và cái hình ảnh này nó lặp đi lặp lại rất là nhiều trong quá khứ luôn trong kinh thánh trong uh, trong những cái điển tích rồi thậm chí là trong truyện bảy ngọc rồng còn có mấy cái này tức là muốn mà mình mạnh lên là mình một là mình phải giống Goku nó gặp thằng mèo phải treo nó cái cái nguyên cái cây một cái 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 một cái cây mà xuyên thấu vào trời á ông thằng mèo tút trên kia kìa mà không bay lên được phải phải trèo thì cái hành trình mà trèo lên tới đó là mạnh lên đó tức là người ta bảo lên đó gặp thằng mèo sẽ mạnh hơn là vì được uống thuốc nhưng mà đâu có leo lên tới đó là mạnh rồi thì nó nằm ở cái hành trình đó chưa kể là trong Goku thì kẻ Vegeta hay là Goku là là người xây gia mà xây gia thì khi mà cận kề cái chết thì họ mạnh hơn một bậc bạn thấy rõ đó là đó là cái yếu nó giống như hình ảnh của yêu Death kiểu như là cái chết của một bạn ngã cũ khi mà họ gần chạm ngưỡng của mình rồi họ chết để gần như chết đi luôn rồi đó mà họ sống lại được thì họ mạnh mẽ hơn nhiều luôn ok um, đó là những gì mà trí nghĩ là chỉ cần chia sẻ trong tập ngày hôm nay và uh, cảm ơn các bạn đã đã nghe trí chia sẻ trong tập này và nếu mà các bạn có thêm câu hỏi thì cứ nhắn với Trí Trí rất vui khi mà uh, được trở lại trong tập này để nói về Một trong những những chủ đề mà nó khá là old school trên podcast của Way, Mà đôi khi cứ mỗi năm Trí phải làm một tập như vậy lại Để giống như là renew hay là cho những bạn mới khi mà bạn mới tiếp cận vào cái thế giới podcast của The Way có thể là nắm được Còn những bạn OG mà kiểu um, đã nghe từ lâu thì chỉ nghĩ là đây là một tập mà có thể là chỉ có cái fundamental crisis là nó diễn tả cái trạng thái mới của bạn nhưng mà cái <cười> <cười> sorry cái xin lỗi mọi người nhưng mà cái existential crisis cái khủng hoảng sinh chắc là bạn cũng nắm vòng vòng khá là nhiều tại nghe nếu mà nghe chỉ nói nhiều thì đúng là nó có như đó thôi. Um, yeah, và Trí cũng không còn có gì thêm để mà chia sẻ và hy vọng là mọi người sẽ có một cái buổi tối thú vị nếu nghe buổi tối và có một buổi sáng làm việc hiệu quả nếu nghe buổi sáng. Còn nếu là buổi sáng cuối tuần thì hy vọng bạn có một cái tuần vui. Còn buổi tối cuối tuần thì hy vọng bạn ngủ ngon như buổi tối mọi ngày. Ok, vậy thôi. Cảm ơn mọi người rất nhiều và xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.